Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Rida. Thưa các bạn, hiện nay thì anh em thấy thì mỗi sàn giao dịch thì thường là sẽ có một cái con token có thể coi là token Terram Miniapper, gọi là đánh dấu hay là một token đại diện. Thì hôm nay mình giới thiệu với anh em một cái con liên quan rất là chặt chẽ đến Bybit Squad 3, con Lioness. Đây là một cái con Terram Boss Mining và được chính bên phía Bybit Squad 3 giới thiệu với anh em. Con này thì sẽ là dự án IDO đầu tiên được IDO trong cái thể thức IDO 2.0 của nền tảng Bybit, Bybit Squad 3. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ngay trong chương trình airdrop của dự án ngay lúc này đây. Tham gia dự án thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Và các bạn sẽ sử dụng điện thoại anh em nhé. Cái này thì các bạn phải làm ở trên Telegram một điện thoại. Chúng ta mở Telegram ra. Đó. Thì đối với các bước mở Telegram ra thì các bạn đầu tiên là các bạn sẽ nút Start này. Sau đó thì các bạn sẽ vào Play. Và các bạn skip một vài bước. Sau khi chúng ta ấn vào nút Skip thì nó sẽ ra cái giao diện thế này. Và cái công việc đầu tiên là chúng ta sẽ vào đây cứ một tiếng một lần. Các bạn sẽ claim cái point. Cứ một tiếng một lần các bạn sẽ nhận 100 point. Cùng với đó thì ở đây trong đây có phần card nha anh em nhé. Trong này có phần card và chúng ta sẽ có một cái con robot level hiện tại là level 1. Sau này anh em có thể nâng cấp được. Các bạn sẽ vào card now nhé. Thì các bạn sẽ có 2 phút. Nó sẽ ra một cái con nhân vật. Và các bạn sẽ ấn vào những cái điểm mà nó đang chú ý này. Các bạn nhìn không? Chúng ta sẽ tập trung ấn vào cái điểm này. Ấn càng nhiều càng tốt nhé. Đấy. Đấy, các bạn tập trung ấn vào một điểm thôi. Chúng ta sẽ ấn càng nhiều càng tốt này. Đấy các bạn thấy không ạ? Nó sẽ liên tục ra những cái con robot và càng ngày thì nó sẽ càng tăng số point chúng ta. Đấy. Các bạn sẽ ấn, đặc biệt là tập trung vào cái điểm trọng tâm của nó đang lan tỏa này, các bạn thấy không? Ấn vào cái điểm như thế này thì các bạn sẽ nhận được point này. Càng ngày thì có thể là độ khó của con robot nó càng tăng. Và con này thì hiện tại thì em thấy nè, cái con này thì nó lên tới 40, được lên tới 40 điểm này. Đó, chúng ta sẽ tập trung vào cái điểm, những cái điểm ở trên con này. Nó sẽ có một số điểm mà các bạn có thể kiếm point đấy. Thì các bạn chú ý đặt vào cái điểm nào mà cái point nó xuất hiện ấy là sẽ được point nhé. Đấy. Và các bạn thấy có một cái để ý là sẽ có máu. Đúng không? Chúng ta để ý là trong đây nó có máu. Ô, con này cái này được 100 này. Đấy. Cái này nó thuộc cái dạng là tattoo thôi. Được một phát nữa hết máu rồi. Con này vừa một chúng ta được một phát nữa là một phát nữa hết máu rồi. Được chưa? Đó. Còn được nháy nữa. Rồi ok. Bây giờ các bạn có thể ra là exit hoặc là tiếp tục chơi tiếp nhá. Đấy. Giờ đây các bạn có thể có lên thêm, mình đã được 3600 coin này. Về sau này các bạn có thể nâng cấp cái con nhân vật này ra. Thì các bạn thấy là mình đang cấp độ thường này, còn các cấp độ cao hơn là cũng có sẵn xếp hạng và số lượng point luôn, thấy không? Còn đây là các bạn ấn vào tăng trưởng này. Đấy. Ngoài ra thì ở trong phần earn này sau này sẽ được mở ra, còn phần link dev thì sẽ mở ở đây, còn arrow thì sau này cũng sẽ mở ra trong đây. Khi các bạn được 100.000 điểm thì các bạn có thể nâng cấp cái con nhân vật chúng ta lên level cao hơn. Đấy. Hiện tại thì chúng ta chưa thể nâng cấp được. Đấy. Sau này các bạn có thể nâng cấp lên vật level cao hơn để có thể kiếm được nhiều hơn. Ok, vừa rồi thì mình đã chia sẻ đến anh em về một cái dự án mới có tên Lioness. Đây là một dự án tap to earn mới. Mình sẽ có bài đăng chi tiết về cái dự án này để hướng dẫn anh em cụ thể hơn. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn ở video tiếp theo.